Playoff LCK mùa xuân 2023, cặp trận giữa Gen.G và Hanwha Esports đã trải qua một ván đấu với phần thắng nghiêng về Gen.G. PSG ở trong ván thi đấu vừa rồi thuộc về cho anh chàng xạ thủ trẻ 2K5, đó chính là Pay, với con bài Zeri gây hàng tấn cái lượng sát thương ở trong những cái tình huống giao tranh, và đặc biệt là giai đoạn đi đường nữa. Giai đoạn đi đường lúc đầu của anh ta cũng đã có một vài những cái thành quả nhất định, mặc dù họ bị đua kêu ở khu vực dưới nha. Thực ra họ đã có được một tình huống xử lý rất tốt ở khu vực dưới với pha xử lý xuất sắc của Delay. Vâng, và họ cũng cho thấy được mức độ hiệu quả xoay quanh việc đánh xuống khu cánh dưới của Gen.G trong ván thi đấu vừa rồi. Phoenix cùng với Chovy cũng đã có rất nhiều những tình huống xử lý xuất sắc để giúp cho Pay vươn lên dẫn trước cực kỳ nhiều về mặt trang bị so với Viper phía bên kia, và chắc chắn là Zeri trong tay của Pay không làm những đồng đội của mình thất vọng với một lượng trang bị lớn như vậy. Anh ta đóng góp gần 40% sát thương cho đội bên phía của Gen.G trong ván đấu đầu tiên. Tới ván đấu thứ hai, Hanwha Esports sẽ được quyền chọn đội và họ chọn bên phía đội 1. Họ ngay lập tức loại bỏ đi Elix cùng với Aphelios. Như vậy quyết định đến từ Viper có lẽ như muốn cướp tướng của Pay với sự lựa chọn đầu tiên là Zeri ở trong cái đội hình của mình. Lực cấm đến từ bên phía của Gen.G thì đang có là Caitlyn, Annie, và lực cấm cuối đến từ bên phía của Hanwha đó chính là một con bài Sejuani nhắm vào người chơi đi rừng của Peanut. Vẫn còn một lực cấm nữa dành cho phía của Gen.G ở trong cái phase này để coi họ có muốn tước đi cho mình đó vai trò xạ thủ hay không. Varus vẫn còn ở tại khu vực đường dưới, và liệu rằng Gen.G có muốn đánh đổi kèo chất tướng hay không mà thôi. Nếu như họ loại bỏ đi con bài Varus tại thời điểm này thì những cặp đôi đường dưới mạnh vẫn còn Lucian Nami, vẫn còn Zeri Lulu và vẫn còn Sayara Khan. Như vậy là Gen.G quyết định loại bỏ đi con bài Zeri để tránh Hanwha Esports sẽ phớt pick con bài này. Và câu hỏi đặt ra là Viper sẽ đánh Varus hay Lucian Nami hay Sayara Khan? Vẫn còn ba cặp mà Tùng vừa mới chia sẻ dành cho các bạn, thì điều này nó sẽ khiến cho bên phía của Hanwha có rất là nhiều những cái phương án được có thể chọn ở trong cái slot đầu tiên của mình. Và hiện tại thì họ đang ưu tiên dành cho Viper với vị tướng Varus để có thể bắt cặp cùng với nhiều con tướng hỗ trợ khác nhau. Ôi như không, vào những giây cuối cùng thì anh ta quyết định là sử dụng cho mình đó có bài Lucian. Ngược trở lại thì Delay có cướp Nami và khóa vào Raven dành cho Pay hay không, chúng ta sẽ được biết ở trên ngay trong cái sự lựa chọn tiếp theo của phía Gen.G. Đúng là sẽ có rất nhiều phương án cấm chọn cho Gen.G tại thời điểm này, đặc biệt là sau khi dẫn trước một ván thắng thì họ có quyền thử nghiệm một vài những đội hình hơi mạo hiểm một chút với con Raven trong tay của Pay. Nhưng nếu an toàn họ có thể hướng tới Sayara Khan tại thời điểm này, hoặc là họ có thể hướng tới những vị tướng khu vực đường dưới khác, ví dụ như là Varus hoặc là Varus kết hợp cùng với Ashe chẳng hạn. Nhưng ngày hôm nay thì Delay sẽ không đánh Ashe, mặc dù một phong độ của Delay với những đại bằng tiếng mà dạo vòng bảng là cực kỳ tốt. Và họ hướng tới đầu tiên là một con Vi để có thể áp lực vào sự cơ động đến từ Lucian, và sau đó là cặp đôi có thể là Sayara Khan cùng một cặp. Quay trở lại thì chúng ta vẫn sẽ thấy cái lối cấm và chọn tương đối là quen thuộc ở trong cái giai đoạn vừa qua mà thôi. Bích rừng và xạ thủ sẽ được ưu tiên ở phase 1 dành cho cả hai tuyển. Nami là cái sự lựa chọn gần như là chắc chắn dành cho Life ở trong cái bối cảnh này rồi. Và thay vào đó sẽ thêm một con tướng đi rừng dành cho Click để có thể hoàn thiện được cái đội hình của mình ở trong phase 1. Yasuo đang nhá hàng mà thôi, tôi không nghĩ Yasuo có thể bích ở trong cái vị trí slot 3 thời điểm hiện tại. Đúng là như vậy, Yasuo có lẽ sẽ chưa xuất hiện sớm khi mà ở phase 1 thì cần phải ưu tiên nhiều hơn cho khu vực rừng, và Click sẽ khóa vào ngộ không. Trong khi đó phía bên kia thì Gen.G sẽ hướng tới xạ thủ dành cho Pay, có thể sẽ là Saya. Nếu tự tin ở phase 2 bị cấm hai xạ thủ mà Pay vẫn còn tướng thì anh ta có thể ưu tiên một lựa chọn mạnh dành cho Chovy khu đường giữa, ví dụ như Ahri. Ahri của Vi vẫn là một cặp đôi có khả năng kết hợp tốt. Nhưng rõ ràng là bên phía của Gen.G là những người bắt cho bên phía Hanwha Esports có lẽ sẽ phải cấm đi Ahri ở tại phase cấm thứ hai. Mặc dù Ahri ngộ không là một cặp đôi mạnh, nhưng Vi cùng với Ahri cũng là một cặp đôi vô cùng uy hiếp vào những vai trò xạ thủ như là Lucian trong tay Viper, và Gen.G là những người được chọn trước ở tại phase 2. Phải cân nhắc những cái lực cấm ở khu vực giữa dành cho bên phía của Hanwha Esports. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể có sự bổ sung là Talia để có thể phối hợp cùng với đội hình của phía Gen.G. Talia và Vi cũng sẽ có được cái khả năng chồng hiệu khống chế, và chưa kể đâu phần nào đó có thể khắc chế được những cái tình huống bơi vào của Wukong đến từ Click nữa. Để có lực cấm đến từ bên phía của Hanwha sẽ là con tướng nào đây? Trước đó chúng ta đã thấy Zac đã bị tức đi ra khỏi trò chơi ở trong cái lực cấm của phía Gen.G rồi. Nếu xét power pick khu vực chơi lúc này vẫn còn Zay, và Zay thì Doran đánh được, còn Kingan thì không. Không biết Hanwha Esports có muốn để hở Zay cho Doran pick và họ sẽ lựa chọn một pháp sư đường giữa mạnh dành cho ZK hay không. Nhưng nếu như vậy thì bên phía Gen.G sẽ không lựa chọn Zay sớm. Họ sẽ lựa chọn ví dụ khu đường giữa là một pháp sư nào đó dành cho Vi khi kết hợp cùng với con Vi của Peanut để có thể hình thành những cặp đôi mid rừng khỏe và tác động ra hai đường cánh, và để được tích cuối cùng dành cho Doran với các bài Zay đó. Còn Hanwha Esports thì họ quyết định cấm đi Kennen của Doran để tránh một combo tới từ Rakan cùng với Kennen,
nhưng họ chắc chắn họ phải loại bỏ đi Ari và chấp nhận để ở Jay dành cho Doran, và để xem pháp sư đường giữa mà JK cùng với Chovy dùng sẽ là cặp đôi này. Những tình huống xuất hiện Talia khu vực đường giữa dành cho JK cái độ hiệu quả chưa cao cho lắm, nhưng Talia hoàn toàn có thể gắn vào cái đội hình đến từ bên phía của Genji ở trong cái sự lựa chọn này, và sau đó sẽ được quyền counter pick ở khu vực đường trên dành cho Doran, hoặc là họ có thể lựa chọn một con tướng xuất hiện được cả hai khu vực đường, đó chính là Kasante. Một sự lựa chọn rất hay ở vị trí thứ tư dành cho bên phía của Genji, vẫn che giấu được cái đồ của mình. Lúc này thì Kingen sẽ phải dùng chất tướng như thế nào để đối đầu cùng với Doran đây? Anh ta còn chưa biết đối phương sẽ dùng Kasante hay là một vị tướng carry hạng nặng nữa. Nên Na có lẽ sẽ là một lựa chọn an toàn dành cho đường chơi bên phía của Hangolife. Chấp nhận rằng nếu đối phương khóa vào dây thì sẽ là một ván thi đấu mà anh ta gặp khó về chất tướng ở khâu đi đường. Nhưng bù lại thì bên phía của Hangolife Sport sẽ có thể tự tin rằng đối phương sẽ không có nhiều sát thương phép trong đội hình bên phía của Genji. Còn đường giữa, JK vẫn còn đó Talia để cản khả năng càn vào đến từ các thành viên phía của Genji, là một lựa chọn giúp cho anh ta có được một khả năng kiểm soát tốt khu đường giữa, hoặc thậm chí hướng tới Vega. Vega cũng là một lựa chọn an toàn, và đó là một con bài cũng có khả năng tăng tiến sức mạnh tốt. Tôi cảm giác Vega khá là tốt dành cho JK, bởi vì cái sự hiệu quả ở trong những tình huống Talia của anh ta gần như chưa có cao cho lắm, và Chovy quyết định sử dụng luôn cho Brawl Lissandra để có thể hình thành nên một đội hình combo combo, hay nói chính xác hơn là khả năng bắt lẻ cực kỳ cao đến từ tả xung vũ đột kết hợp cùng với hiệu khống chế vô vàng đến từ Lissandra của Chovy. Một ván thi đấu mà cũng đang có dấu hiệu để có thể bùng nổ ở giai đoạn cấp độ 6 nhất định đến từ bên phía của Genji ở trong ván thi đấu thứ hai này. Vâng, và với sự xuất hiện tới từ Lissandra của Chovy thì Viper bắt buộc phải mang theo phép bổ trợ thanh tẩy nữa. Đó có thể sẽ là một sự thiệt thòi dành cho Lucian và Nami khi không có áp lực đến từ thiêu đốt, và nó sẽ giảm đi những áp lực đi đường dành cho cặp đôi đường dưới bên phía của Genji ở những cấp độ đầu. Và để xem là với ván thi đấu này thì bên phía của Hangolife Sport có cải thiện được tình hình đi đường so với ván đấu trước đó hay không. Thực ra ván đấu đầu tiên thì đi đường cũng không hẳn là quá thua, chỉ trừ một tiếng đùa kêu khu đường dưới, nhưng ngay sau đó là những tình huống xâm lăng rừng mà bên phía của Hangolife Sport đã không thể nào có thể kiểm soát nổi sức mạnh của Jerry ở khoảng thời gian ban đầu của ván đấu. Ở ván thi đấu này thì Hangolife Sport sẽ cần phải có được nhiều sự tính toán hơn với những pha tấn công của mình, tránh để đối phương có được nhiều lợi thế sớm ở trong đoạn đầu của ván đấu. Để coi, nếu như để gọi là tấn công thì có thể thấy khu vực đường dưới sập cái điểm đến dành cho Clit với sự áp lực đến từ Lucian cũng như là Nami, cần phải có thêm nhiều tài nguyên đến từ khu vực rừng để có thể thiết lập được một cái thế thắng đường ở khu vực dưới dành cho Viper. Còn ngược trở lại thì đội hình đến từ bên phía của Genji, như đã nói trong ván thi đấu này, thì họ hoàn toàn có thể đạp chân ga với cái khả năng bứt tốc đến từ những cái chiêu cuối đạt được ở cấp độ 6 của mình, với lại Vi, Lissandra nữa. Và cái đội hình đến từ bên phía của Genji đã tận dụng khá là tốt ở trong những cái vòng thi đấu vừa qua. Tưởng chừng như giai đoạn đi đường cũng khá là bình thản đến từ họ, nhưng không, họ luôn có một cái nhịp để có thể tăng tốc với một vài những cái pha giao tranh nhỏ lẻ và mang lại được rất là nhiều những cái lợi thế ở sau những cái tình huống giao tranh như vậy. Có vẻ như sau ngày thi đấu hôm trước thì những con bài mới chưa được bên phía của Hangolife Sport chuẩn bị, hoặc là họ có chuẩn bị nhưng chưa thể mang ra ở hai ván thi đấu đầu tiên với lối cấm chọn hiện tại của Genji. Còn Genji trong ngày thi đấu hôm nay, cấm chọn của họ hoàn toàn dồn xuống khu vực đường dưới để đánh điều kiện thắng xoay quanh siêu xạ thủ Pace với phong độ hiện tại rất cao của anh chàng tuyển thủ trẻ này. Và ván thi đấu này tiếp tục lại là như vậy, cặp đôi mid rừng mang thiên hướng hỗ trợ về mặt hiệu khống chế là chủ yếu, và sát thương tiến sau sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Saya trong tay của Pace. Hiện tại đồng ý, chúng ta có thể thấy một đội hình của cả hai đều đang có cái điểm tựa, đó chính là vai trò xạ thủ. Nhưng bên cạnh khác thì những cái vệ tinh xung quanh cũng sẽ tạo ra rất là nhiều những cái sự khó chịu ở trong những cái tình huống giao tranh. Đối với bên phía của Genji chúng ta sẽ có Lissandra và Vi, đối với bên phía của Hangolife sẽ là những cái tình huống bẻ cong không gian và những pha mở giao tranh của Wukong đến từ Clit nữa. Và ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Hangolife và Genji sẽ được phát sóng ở trên kênh LCK tiếng Việt và thuộc bản quyền của Bobsport. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi ở trên những cái nền tảng mà chúng tôi đang phát sóng trực tiếp. Vâng, và để xem vòng rừng đầu tiên thì Peanut sẽ ăn như thế nào. Tôi đang thấy anh ta đứng ở khá gần khu bùa xanh và có thể sẽ là khu vực từ dưới lên đến từ Peanut ở vòng rừng đầu tiên của anh ta. Vòng rừng này có một sự đe dọa dành cho Kingen nha, vì chúng ta thấy rằng cái kèo đấu giữa Kasante cùng với Na, không ít những ván đấu mà cấp độ 3 khi ở Na tí nị, thậm chí ở cấp độ 2 ở Na tí nị, là Kasante đã có thể đẩy con Na vào trong trụ với một big way. Và thời điểm cấp độ 3 khi mà rừng khép lên cánh trên với một chất tướng tấn công băng trụ khỏe như là Vi, thì họ có thể phát động những pha tấn công để lấy lợi thế ở cánh đầy lẻ ở vòng rừng đầu tiên. Còn Clit có lẽ cũng sẽ biết điều đó. Anh ta có vòng rừng từ khu cánh dưới lên để đảm bảo rằng nếu đối phương băng trụ thì anh ta vẫn sẽ có những phương án giúp cho Kingen vượt qua được vài cấp độ đầu một cách dễ dàng.
Ở thi đấu này chúng ta có thể thấy cái sức ép đến từ những cái vệ tinh đến từ cho cả hai đội tuyển đó, nó khiến cho những người chơi hỗ trợ phải sử dụng cho mình đó phép hỗ trợ kiệt sức để tránh cái việc mà xạ thủ của mình bị sốc sát thương. Cả hai đều có những cái công cụ để có thể sốc sát thương, ví dụ như là cái vụ nổ vũ trụ của CK khu vực giữa nè, ví dụ như là một cái khả năng dồn sát thương đến từ Châu Vi với con tướng Lissandra nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có hai sát phép đến từ hai người chơi đường giữa của cả hai đội tuyển. Vâng, và khu vực đường dưới lúc này khi vòng rừng của cả hai người chơi rừng đều không tác động xuống thì khả năng đi đường đang là tương đối cân bằng nhau tới từ Pay cùng với Viper. Gần như không có chênh lệch lính quá nhiều cùng với không có một thế lính thực sự vượt trội dành cho cặp đôi đường dưới bên phía bên nào cả. Nhưng ở khu vực đường trên, cái đấu mà chúng ta đã nói, Sunday đối đầu cùng với Na. Ở cấp độ 2, Na của Kingan đã hóa Na khổng lồ. Và đến cấp độ 3, anh ta có thể sẽ là một đợt lính bị đối phương đẩy thẳng vào trong trụ. Nhưng với tình huống ăn rừng như thế này của Phoenix thì anh ta có vẻ như không có ý định băng trụ khu vực đường trên sớm. Có lẽ như họ cũng biết rằng vòng rừng tới từ Clit là như thế nào. Băng trụ 2-2 vẫn là quá mạo hiểm. Anh ta đồng ý. Chúng ta có thể thấy cái điểm cuối của cả hai người chơi đi rừng đều đang hướng lên cánh trên. Khu vực đường giữa đang đẩy, khu vực đường trên cũng đang đẩy. Thì đây sau cái vòng rừng hoàn toàn có thể tạo ra cái pha kiểm soát cua trên tốt hơn dành cho Peanut. Quan trọng là con cua dưới nó sẽ nghiêng về cho người chơi đi rừng nào mà thôi. Hoặc ngược trở lại, Click hoàn toàn có thể buông bỏ cái cơ hội để có thể phòng vệ cái đợt lính của khu vực đường trên, mà thay vào đó anh ta di chuyển xuống khu vực đường dưới để có thể tạo tiền đề chẳng hạn. Nhưng lượng máu này của Kingan hơi nguy hiểm. Khu vực đường dưới vừa rồi là một pha đầu tư kiệt sức đến từ cả hai người chơi hỗ trợ để giảm sát thương nhận vào dành cho Viper cũng như là Pace. Về chỉ số farm thì hoàn toàn không có chênh lệch đến từ các tuyển thủ của chúng ta. Không có khu vực đường nào chênh lệch quá một đợt lính cả, và khu vực đường trên đang là một pha mà Peanut quyết định bỏ cua. Anh ta quyết định buông bỏ con cua đầu tiên vào tay của Clit và sau đó chạy nhanh xuống khu vực cánh dưới bản đồ để ăn cua dưới, cùng với đó là tạo áp lực dành cho cặp đôi đường dưới của mình. Mặc dù khu vực đường trên và khu vực đường giữa đang bị đẩy nhưng vẫn có cái nhịp dọn rừng khá là nhanh đến từ Wukong của Clit. Anh ta mặc dù không có trừng phạt nha, nhưng vẫn kéo cua ra một cái góc an toàn và đảm bảo cái vòng rừng bảy bãi của mình. Về nhà lần này thì anh ta đầu tư luôn cho mình đó hai con mắt kiểm soát kết hợp cùng với hai thanh kiếm dài. Một lối chơi chậm nhưng có dấu hiệu rất chắc đến từ cho cả hai đội tuyển vẫn tiếp tục được vận hành ở trong ván thi đấu này. Như đã nói thì bên phía của Genji, cái lối chơi chậm này hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì họ sẽ có cái sức bùng nổ khi mà đạt được cho mình đó cấp độ 6. Một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, những vị tướng như là Vi hoặc là Lissandra của Châu Vi sẽ có được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên. Vừa rồi là một nhịp fake bấm B về khá hay. Còn đường trên thì sao? Đánh tay liên tục và sát thương là đủ với tình huống. Ôi không! Rồi. Bấm bình kịp. Doran có pha play bằng một pha cắn bình ở những giây cuối cùng cho tình huống vừa rồi. Và sức phục hồi là đủ để anh ta chống khỏi một pha solo kill. Bây giờ anh ta về nhà dịch chuyển trở lại khu đường trên, vẫn có thể đón được một đợt lính khá to mà vị trí Kingan đang đẩy vào. Đồng ý, rất may mắn dành cho Doran ở trong pha thi đấu vừa rồi. Thậm chí là anh ta bình tĩnh tới cái mức mà không cần phải cắn thêm cái bánh bích quy nữa. Chưa đủ sát thương để có thể có được một pha solo kill dành cho Kingan. Mặc dù trước đó chúng ta vẫn phải dành những cái lời khen dành cho Kingan khi mà anh ta đã tạo được những cái sức ép trực tiếp ở trong cái kèo đối đầu này với lại Doran. Một cái đấu mà Kazunte quyết định mang theo tốc biến chứ không phải tốc hành của Doran. Còn ở khu vực cánh dưới bản đồ thì một nhịp fake bấm B về khá hay đến từ Pay cùng với Delay, giúp cho họ có được một tình huống về nhà sau với lượng tiền mang ra nhỉnh hơn. Một dao hung tàn 1.100 tới từ Viper so với một cái bó tên ánh sáng trên người của Pay. Và tình huống vừa rồi thì họ cũng đã di chuyển nhanh ra để kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên với tình huống khép vòng rừng xuống cánh dưới của Phoenix. Và khi trở lại thì đợt lính vẫn còn để Pay có thể đón nhận nó một cách dễ dàng. Còn cánh trên thì sao? Clit chấp nhận bỏ rồng và tìm kiếm cơ hội tấn công vào một con sân tê cấp độ 5 đang không còn tốc biến của Dora. Ngược trở lại thì Peanut cũng đang có dấu hiệu tấn công lên khu vực đường trên. Cấp độ 6 bây giờ cũng đã có đến từ Doran rồi. Một tình huống khô máu sẽ giúp cho anh ta có cái vị trí an toàn và thoát khỏi tình huống 2-1. Na khổng lồ đến từ Kingan cũng đang sẵn sàng sẽ tình huống cố gắng nhấp nhả đến từ Kingan. Một pha lao lên ăn xe tới từ Doran và ngay tức anh ta bị làm choáng. Chiêu cuối đến từ Kingan còn nhưng anh ta không dùng được. Doran vẫn có thể đưa ra một tình huống không chế tốt để có thể rút lui mà không mất đi cú chiêu cuối. Khu vực đứng giữa là pha lao lên tới từ vị trí của Châu Vi. Năng lượng còn lại của anh ta không đủ để dùng chiêu cuối trong pha này. Và thực ra là Peanut cũng chỉ cấp độ 5. Sức tấn công tới từ Vi của anh ta là chưa đủ để làm khó vị trí của Zeka. Lần về nhà vừa rồi thì Doran không hướng tới một cái thị kiếm, thay vào đó là anh ta hướng tới một cái lớp giáp được tạo ra 800 tiền của mình. Nó khiến cho ta đủ sức để có thể chống chịu ở trong cái dịp tấn công đến từ cả Kingan cũng như là Click ở trong pha thi đấu đó. Nhưng Châu Vi vừa rồi mới hồi phục năng lượng đến từ một quả hồi phục ở cánh trên. Click cấp độ 5 bắt buộc phải ở lại để hỗ trợ Kingan cho việc đón lính, nhưng đây là tình huống đánh nhau thiếu người đến từ bên phía của Hangwa Live.
Zeka đang đi bộ lên với một tốc độ vô cùng chậm chạp và thời gian không nhiều dành cho King. Anh ta không còn tốc biến nữa, bắt buộc phải xử lý bằng một tình huống bỏ trụ. Tốc biến lên hầm mộ hàn băng và vòng tròn lạnh giá sát thương quá nhiều với thiếu đốt sách phép. Hóa na khổng lồ có kịp hay không? Có lẽ vẫn sẽ phải lên bảng mà thôi. Chính công đầu dành cho Chovy. Một tình huống ném mạnh băng cuối cùng để có thể dứt điểm đến từ Chovy, chứ không mà để cho King gần hóa thành dạng na khổng lồ trong pha thi đấu vừa rồi. Mặc dù có thể vẫn giết được, nhưng họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn và sẽ tốn thêm cả những cái đợt lính đang được đẩy vào đến từ Zeka khu vực giữa nữa. Đây rõ ràng là một Chovy không còn bám farm khu đường giữa nữa mà anh ta đang hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Trong khu rừng thì sao? Pinus tấn công click có được cho mình con cóc, nhưng sau đó anh ta đang phải rút lui với ngưỡng máu cực kỳ báo động. Không đủ khả năng hồi chiêu tới từ Pinus và anh ta cũng không có định đâm quá sâu cho tình huống vừa rồi, khi biết rằng na của Kingdom cũng đang có thể trên đường đi ra. Và chỉ là một pha đánh bật click khỏi khu vực rừng bố xanh của Hang Online Sport, cho đồng đội thông tin về vị trí đứng đến từ rừng đối phương để các đường tự xử lý mà thôi. Pinus vừa rồi mới ăn được thêm cho mình đó là con cua cánh trên, nhưng hơi đáng tiếc là cái pha tranh chấp vào bãi cốc thì anh ta không kiểm soát được. Nếu như không thì có thể là anh ta đã đạt được cho mình đó cấp độ 6, hoàn toàn có thể tấn công ra khu vực đường giữa thêm một nhịp nữa. Hoàn toàn đồng ý với anh Tùng, đó chính là cái lối lên trang bị cũng như cái phong cách chơi đến từ Chovy bây giờ đang có một cái dấu hiệu chuyển dịch rất rõ nét. Thông thường chúng ta sẽ thấy Chovy sẽ hướng tới cho mình đó những cái món trang bị gây khả năng sát thương để giúp cho anh ta đẩy đường và đè lên tốt hơn. Những Chovy lần này với một con Lissandra thì anh ta lên dàn khai sáng trước và liên tiếp có những đủ di chuyển để có thể phối hợp cùng với những người đồng đội của mình, và cái sự chuẩn xác ở trong kỹ năng định hướng cũng giúp cho anh ta tiêu diệt nhanh chóng King gần và quay ngược trở lại khu vực đường giữa, coi như là anh ta chỉ mất một quay lính ở khu vực đường giữa mà thôi. Một ván đấu mà điều kiện thắng của cả hai bên đặt rất nặng xuống khu vực cánh dưới bản đồ xoay quanh hai xạ thủ, nhưng không bên nào có đủ khả năng đi đường để tạo nên một sự khác biệt lớn nhằm giúp cho cặp đôi mid rừng của mình xuống tác động ở tại khu vực cánh dưới bản đồ cả. Còn cánh trên thì có. Đó là một kèo đấu mà Doran đã làm tốt khi liên tục có những pha va chạm làm mềm thành công Kingen. Còn đường giữa thì Chovy liên tục đẩy đường. Mục tiêu của anh ta không phải là ăn thua cùng với JK. Mục tiêu của anh ta là đẩy đường và di chuyển liên tục với cái giày khai sáng đang cầm trên người. Và JK thì chấp nhận điều đó, anh ta không làm được gì hơn với một con Vega cả. Bản thân anh ta sẽ cần phải tự bảo kê bản thân mình với cái thanh tẩy sách phép trên người, cùng với bắt buộc là bám farm để tăng tiến sức mạnh. Đây rõ ràng là phong cách mà JK sẽ có thể gánh đội về late game, nhưng đầu trận thì chắc chắn là anh ta sẽ không tác động nhiều bằng so với Chovy. Zeka nhiều khi đổi tên, đổi thành tên anh Vinh dọn ác thật sự. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái áp lực đến từ Chovy kìa. Mặc dù anh ta di chuyển nhiều nhưng anh ta thua đâu đó khoảng chừng 4 chỉ số lính mà thôi. Là một cái chênh lệch rất tốt dành cho Chovy ở thời điểm hiện tại. Và liên tiếp di chuyển đảo xuống cánh dưới, di chuyển lên cánh trên nửa nhịp để có thể tạo ra những cái lợi thế gián tiếp dành cho những người chơi đi rừng. Pinus hiện tại đang có cơ sở để có thể kiểm soát con sứ giả, nhưng không, anh ta muốn đánh mạnh vào khu vực rừng của phía đối phương trước. Anh ta đã vòng ra được khu vực bùa xanh của Hang Online Sport mà chưa bị lộ vị trí. Click đang ăn cho mình con cóc, trong khi đó bùa xanh đang được khởi động đến từ Pinus. Với hai khu vực đường đơn di chuyển hỗ trợ liên tục thì Pinus đang có một sự tự tin cao. Và anh ta kéo con bùa xanh vào trong bụi cỏ, dứt điểm bùa xanh của đối phương, sau đó di chuyển giật về. Đây đang là nhịp đẩy tốt hơn dành cho Zeka cùng với Kingen sau pha di chuyển của Chovy và Doran. Còn tại cánh giữa bản đồ 2v2 không có chênh lệch quá nhiều. Cánh trên bản đồ, đó là một pha tự tin khởi động con sứ giả tới từ Pinus sau khi mà Chovy cùng với Doran liên tục di chuyển để hỗ trợ anh ta. Sẽ là một ván đấu đánh cánh trên với những lợi thế hiện tại dành về phía Gen.G, bao gồm chiến công đầu cùng với sứ giả. Click thậm chí không nhìn thấy mặt sứ giả để cạnh tranh trừng phạt 50-50. Còn cánh dưới bản đồ thì cũng không có gì để Click có thể gỡ gạc cả. Họ bị một đợt lính xấu trước đó của Viper và mất đi con rồng nguyên tố đầu tiên. Di chuyển hỗ trợ cho Pinus, sau đó vẫn quay ngược trở lại khu vực đường giữa để có thể đón nhận đợt lính có xe. Tất nhiên là Chovy cũng sẽ mất đi cho mình đó một vài những cái con lính, nhưng với những cái lợi thế tổng đến từ trên phía của Genji thì tôi nghĩ đó là những tình huống đánh đổi mang lại cái độ hiệu quả tương đối là cao. Con sứ giả này hoàn toàn có thể được đẩy xuống khu vực đỉnh dưới ở trong cái nhịp di chuyển tiếp theo dành cho Pinus. Khu vực rừng cánh trên của anh ta thì còn 7 người đá, nhưng quyết định đến từ Pinus là bỏ luôn cái bãi này để có thể có mặt ở cánh dưới càng sớm càng tốt. Và các bạn đã được theo dõi một ván thi đấu mà bên phía của Hang Online Sport đường nào họ cũng thua, chỉ có duy nhất Viper đang là người dẫn tiền, nhưng dẫn ở con số rất ít ỏi, dưới 100 tiền trong tình huống vừa rồi. Và Gen.G ở cánh trên trong một ván thi đấu mà Chovy, Pinus cùng với Doran có những pha kết hợp tốt hơn, họ đã là những người có được ưu thế. Cách biệt chưa phải là quá lớn, tầm 1.000 tiền tập trung chủ yếu tại khu vực cánh trên bản đồ. Và con sứ giả trên người của Pinus thì đang được cầm xuống khu vực cánh dưới. Chovy còn dịch chuyển, năng lượng còn lại của anh ta không nhiều. Anh ta đang muốn di chuyển về để có thể di chuyển trở lại. Và liệu rằng có kịp cái nhịp cạnh tranh con rồng với tôi thứ hai không đây? Tôi cảm giác đang là kịp, bởi vì đội hình đến từ bên phía của Genji cũng đang có một vài những cái nhân sự để có thể đẩy lui được bên phía của Hang Online rồi. Họ đang có 3 người, họ có cặp đôi Seiya và Rakan, họ có luôn cả Pinus, người chơi đi rừng có khả năng trừng phạt ở đây nữa. Đối với nhà này thì Chovy cũng đã hoàn thành được cho mình đó món trang bị lớn với một cái băng trượng, khả năng gây hùng khống chế của anh ta sẽ được gia tăng thêm bội phần nữa.
Như vậy là không có đủ tốc độ để có thể khởi động con rồng nguyên tố thứ hai tới từ bên phía Hanwha Lightsport và họ đang bị thua đồ. Nhìn về ngưỡng trang bị tại thời điểm này, ở khu cánh dưới bản đồ đã có hai đồ thần thoại trên người của Pay cùng với Châu Vi. Trong khi đó bên phía bên kia chưa có, chỉ là những mảnh nhỏ của Viper, không còn thanh trừng tới từ Viper. Clit cũng không thể nào đào đâu ra một cái búa gì thời điểm này cả. Châu Vi lao lên ép cú tốc biến bỏ chạy tới từ Zeka. Zeka đã chuyển thanh tẩy thành kiệt sức và anh ta bắt buộc phải dùng tốc biến cho thú vừa rồi. Châu Vi cũng tương tự là như vậy. Chúng ta có thể thấy rất nhiều phép hỗ trợ kiệt sức đang được ưu tiên ở trong cái tình huống chăm chấp mục tiêu vừa qua. Nhưng đội tuyển thắng lợi vẫn một lần nữa gọi cái tên của Infi Kenji với sự xuất hiện đến từ Peanut vào cái đợt lính đang được đẩy tốt ở khu vực đường dưới dành cho Pay và Delay nữa. Khả năng kiểm soát bản đồ đến từ bên phía của Kenji trong ván thi đấu này tương đối là tốt. Hai con rồng nguyên tố, con sứ giả đầu tiên và chưa kể đó là những cái dịp di chuyển ra hai bên cánh cũng đều thực hiện trước so với bên phía của Hanwha Lai. Một pha 3 đánh 1, họ muốn quay một con Vega không còn phép bỏ chơi tốc biến tại khu vực đường giữa. Clit đang ở đường dưới, 3 đánh 1 quá khó dành cho Zeka. Pha lao vào tới từ Chovy, vòng tròn lạnh giá giữ cho đối phương là anh ta đã tanh trụ. Không cần tới hầm mỏ hắn băng, họ vẫn có thể băng trụ được. Chovy bấm đồng hồ và sau đó thì sẽ có người tanh cho anh ta đi ra mà thôi. Pha băng trụ lấy mà hàng ngục thứ hai cho Genji trong ván thi đấu này. Và Genji đang thực sự có ván thi đấu từng bước kiểm soát các mục tiêu, bóp nghẹt các thành viên phía Hanwha Life. Anh ta lưu ý khả năng đi đường rất mạnh mẽ đến từ bên phía của Genji và chưa kể đó một cái tính chất phối hợp cùng với nhau nữa. Trước đó thì Châu Vi đã lấy được luôn cho mình đó phải bộ trợ tốc biến đến từ Zeka. Zeka một cái bẻ cong không gian, một cái kiệt sức không giúp cho anh ta sống sót trước đợt tấn công ba người của bên phía Genji. Và bộ ba cánh trên bên phía Genji đang lên tiếng dõng dạc ở trong ván thi đấu thứ hai này. Họ cho thấy được khả năng đi đường của mình là tốt đến như thế nào. Đường trên hỗ trợ đường giữa hỗ trợ đường trên và đường giữa hỗ trợ cho rừng. Và họ có những pha kết hợp với nhau đang thực sự tạo nên sự khác biệt với Hanwha Lightsport. Một pha tấn công băng trụ vô cùng bài bản và Châu Vi là người thanh trụ vì anh ta có đồng hồ. Thậm chí cơ sân tê của Doran cũng không cần đến cú chiêu cuối của mình để có thể kết liễu Zeka trận thú vừa rồi nữa. Còn đứng dưới Clit có ý định tấn công với con ngu không của mình. Nhưng khi thấy cánh trên của mình đang đánh cách quá xông xáo thì bên phía của Genji cũng đánh thủ tại khu đứng dưới và Pay cùng với Delay đã có những pha phòng ngự được coi là thành công, không chịu áp lực quá nhiều tới từ Clit. Doran tiếp tục di chuyển, một tình huống mà anh ta phòng vệ cái đợt lính khu vực đường trên. Sau khi đẩy được cái đợt lính đó, anh ta có mặt tiếp ở khu vực đường giữa, muốn khai thác vào cái khoảng hở chưa hồi lại cho mình đó phải bộ trâu tốc biến đến từ Zeka để có thể có thêm một cái dịp tấn công. Như vậy đội hình đến từ bên phía của Genji vận hành cách cách khác ở trong bản thi đấu này. Ở khu vực đường dưới là tình huống va chạm, có thanh tẩy ngay lập tức đến từ Viper sẽ thanh trừng. Nhưng phía bên kia Delay đã đưa tấm thân của mình để có thể che cho xạ thủ của mình. Một pha đổi tài nguyên đến từ cả hai bên, nhưng có vẻ Genji là những người có được nhiều tài nguyên hơn. Họ chấp nhận mất đi một chút máu tới từ Pay để có thể đổi lấy một phép bổ trợ và hai cú chiêu cuối đối phương trong khi họ bỏ ra một cú chiêu cuối tới từ Pay. Và bây giờ thì để xem bên phía của Hanwha Lightsport sẽ phải phản ứng như thế nào. Cánh trên họ đang có dấu hiệu bị thua, họ cần phải gỡ cánh dưới, nhưng rõ ràng nãy giờ cặp đôi đường dưới bên phía Genji đánh quá là cẩn thận và không có nhiều cơ sở để Click có thể khai thác ngược trở lại. Anh ta đã có chiêu cuối từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để dùng cú lốc xoáy đến từ ngỗ không. Và đường trên thì sao, Doran lao lên với tiếng Q3 trượt, anh ta tung mở đường nhưng cũng không giữ chân được khi ngừng lại. Đó là một pha áp lực thực sự tới từ Doran khi mà thấy khi ngừng sắp hết nạc khổng lồ. Và tôi đang thấy một tình huống làm mềm đến từ Doran thì ngay lập tức Peanut và Chovy sẵn sàng cho tình huống can thiệp. Chovy đang bung mana để có thể đẩy cái đợt lính ở khu vực đường giữa và Peanut cũng đang chuẩn bị có mặt ở khu vực đường trên rồi. Na khổng lồ ở dạng trái, ở trạng thái mệt mỏi, đang là một cái giai đoạn tương đối là khó khăn dành cho Kingen. Câu hỏi đặt ra là Click đang ở đâu trên bản đồ? Anh ta đang di chuyển quá trễ so với cái nhịp di chuyển đến từ Peanut. Click không phải là người chơi rừng mạnh trong việc tấn công hay là có những pha đọc rừng. Và đầu trận thực sự đó là những pha chơi trên cơ hơn đến từ bộ ba cánh trên bên phía của Genji. Và đang thực sự là một cách biệt khoảng chừng hơn 2.000 tiền chủ yếu nằm ở tại khu vực cánh trên bản đồ với hai sứ giả cùng với dòng nguyên tố. Và bây giờ thì Clit lao lên để tấn công, anh ta bị dính chú chú cuối chơi khô máu của Doran. Doran tốc biến, tung mở đường và cố gắng rút lui. Sóng thần từ xa đến từ vị trí online và đó là mà hạ gục dành cho Clit. Clit đã lên tiếng sau khi mất trụ một khu đường trên của Hanwha Life. Và cái góc đánh vừa rồi đến từ Click cũng khá là khéo. Anh ta không đứng sát vách đá ở phía bên đoạn phải để cho Doran có thể sử dụng cho mình đó cái khô máu ở góc đẹp. Một tình huống can thiệp tốt đến từ Click ở khu vực đường trên. Doran thì lại hơi rướng vào cái đợt lính đó. Mặc dù trước đó chúng ta đã nói đến cái dịp di chuyển đến từ ba thành viên của phía Genji là tốt như thế nào. Nhưng đó chỉ là một cái điểm trừ nho nhỏ dành cho bên phía của Genji mà thôi, khi mà những cái lợi thế từ trước của họ đã gặt hái được tương đối là nhiều. Cụ thể là hai con rồng nguyên tố đã được kiểm soát từ trước đến từ Peanut. Một ván thi đấu mà rõ ràng cánh dưới khi mà điều kiện thắng xoay quanh hai xạ thủ, cả hai người chơi đều không có đủ khả năng đi đường để có thể vượt lên trong một kèo đấu chất tướng không quá chênh lệch, thì cánh trên bản đồ của Genji đang tạo nên sự khác biệt. Và đây là cú dịch chuyển bỏ chạy nhưng bị giữ chân lại rồi Zeka hết đường về.
quá nhiều khống chế tới từ Peanut cùng với Chovy. Và họ không cần tới hầm mộ hàn băng của Chovy để có cái mạng này của Zeka. Loạt thanh trừng đưa ra để cấu rỉa đến từ vị trí của Viper, nhưng anh ta bị giữ chân lại bởi Triệu Đông Vũ. Và loạt thanh trừng vừa rồi cũng không quá hiệu quả nữa. Dòng nguyên tố thứ ba chuẩn bị xuất hiện. Nhưng Peanut đang có một mối lo khác, đó chính là con sứ giả ở tại khu vực canh trên bản đồ. Họ muốn bỏ qua để phát động một pha tấn công ra khu vực đường giữa nhằm giữ lại áp lực của mình quanh khu vực canh dưới bản đồ. Peanut không ở chiêu cuối, nhưng Chovy vẫn đang còn đầy đủ cái lượng tài nguyên của anh ta. Và quyết định đến từ Peanut là thôi quay ngược trở lại ăn con sứ giả, bởi vì cái lượng tầm nhìn ở khu vực dưới đã bị chiếm hết rồi. Họ chấp nhận buông bỏ con rồng nguyên tố thứ ba để có thể có cái dịp trao đổi mục tiêu cùng với bên phía của Hangulai. Zeka đang cảm giác như quá đơn độc và quá khổ ở trong ván thi đấu này. Khoảng trống được tạo ra ở khu vực rừng trên là có anh ta đẩy cái đợt lính đó, nhưng không có cái thế dựa lưng vào trong trụ nữa. Và ngay lập tức Peanut và Chovy xuất hiện kịp thời để có thể tạo ra một tình huống kẹp hai đánh một khu vực rừng trên. Bắt một con Vega đẩy quá được nửa sông là một tội ác, khi mà đây là chất tướng rất kém cơ động và chẳng có cách nào để chạy trong những tình huống như vừa rồi cả. Kể cả là có tung dịch chuyển cũng bị giữ chân lại mà thôi. Và Genji liên tục khai thác vào vị trí này. Zeka lúc này không có thanh tẩy, anh ta đang bị uy hiếp bởi con sứ giả của Peanut. Và lúc này Chovy, Peanut tiếp tục di chuyển chung với nhau. Trong khi đó Clit lại có mặt tại khu canh dưới bản đồ. Họ không có đủ áp lực để tấn công vị trí của Doran. Băng trụ có diễn ra hay không đây? Bắt đầu là sát thương từ trụ vào người của Peanut, nhưng sứ giả húc bể trụ. Và đó là một tiếng bắt buộc phải bấm đồng hồ tới từ Zeka. Sát thương không đủ tới từ tình huống quăng mảnh băng của Chovy. Còn đường giữa Clit lao lên với cú lốc xoáy của mình chỉ để dọn lính và giữ trụ mà thôi. Những nỗ lực đến từ Clit khi mà sử dụng cho bên đó chiều cuối để có thể tẩy cái đợt lính khu vực đường giữa và đảm bảo cái trụ vẫn đang còn sống sót. Và cái pha tính toán sát thương vừa rồi đến từ Peanut và Chovy nó khủng khiếp thật sự. Họ biết được rằng với cái áp lực con sứ giả thì họ có thể lấy được cho bên đó trụ hai ở khu vực đường trên và tạo ra tiếp một tình huống tấn công, bởi vì trước đó họ chắc chắn là biết Zeka có một cái đồng hồ nhỏ, nhưng họ tin rằng mình sẽ đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm. Rất may mắn dành cho Zeka là anh ta cũng đã hoàn thành được cho bên đó cái trường trường sinh và tích được ba số, khiến cho cái lượng máu của Vega nó có và nó chịu được cái nhịp tấn công đến từ Peanut và Chovy. Thanh trừng đưa ra, đó là một loạt thanh trừng tiếp tục được dùng để phòng ngự mà thôi. Hangulai Sport vừa tiêu tốn đi hai cú chiêu cuối tới từ Clit cùng với Viper chỉ để giữ lại trụ một khu đường giữa. Nó đang không còn nhiều máu. Genji có hai trụ cánh trên bản đồ một cách khá là dễ dàng mà không cần tới sứ giả. Đầu tiên họ dùng con sứ giả thứ hai thì đúng hơn, con sứ giả đầu tiên được hút vào khu đường giữa. Và nếu như ăn thành công thêm một trụ nữa tại khu vực đường giữa đối phương, Genji sẽ có một lượng tiền cách biệt đâu đó khoảng chừng 4.000 tiền. Nó tập trung chủ yếu ở tại cánh trên bản đồ. Đồng ý là trong meta này thì việc dồn tài nguyên lên cánh trên bản đồ sau cánh những chất tướng như là Lissandra hay là Cassante nó không thực sự hiệu quả bằng so với cánh dưới. Nhưng trong một ván đấu mà cánh dưới không thể nào tạo đủ điều kiện để họ có thể đánh xuống thì cánh trên đánh như thế này đã là quá hay đối với Genji rồi. Quan trọng là cánh trên của bạn thắng nhưng mà cánh dưới của bạn không thua, thì nó vẫn sẽ tạo ra một cái chênh lệch dành cho đội hình đến từ bên phía của Genji. Đặc ra là bên phía của Viper cũng như là Lai cũng không tạo ra được đủ áp lực để có thể có được những cái pha tấn công tốt dành cho Clit. Thì khu vực đường dưới cũng như cái bối cảnh ở thời điểm hiện tại vẫn đang thuộc về cái quyền kiểm soát đến từ bên phía của Genji. Đội hình của họ vẫn là cái đội hình bắt lẻ cực kỳ tốt với bộ ba của cánh trên, sở hữu cho mình đó vì Lissandra. Đây trong những cái phương án mà chúng ta đã nói ngay sau khi giai đoạn cấm và chọn kết thúc. Và cái chênh lệch đó đang được cụ thể hóa bằng những món trang bị lớn. Chovy đang gác trước một món trang bị lớn so với lại con Vega của Zeka. Một con mắt được cắm ra để cho Chovy đáp xuống với cú dịch chuyển và không còn đường lùi. Pha thi đấu này là pha thi đấu mà Zeka mất luôn cho cả một phép bổ trợ dịch chuyển của anh ta. Một cú thấu kính, một cú thấu kính không biết đến từ ai, chắc là đến từ Chovy, đã cho họ một chút lượng tầm nhìn để Peanut có thể dùng cú chiêu cuối vào người của Zeka. Và đây là tình huống mà Chovy đang có định tung cú chiêu cuối để giữ chân vị trí của Kingen lại. Liên tục khai thác và Kingen tả xuống hỗ đột vào. Kingen hóa na tí nị và anh ta sẽ phải rút lui như thế nào đây? Không thể rút lui nổi. Peanut cùng với Chovy đang có một ván thi đấu mà sự gắn kết đến từ cả đôi mid rừng bên phía của Genji cho họ quá nhiều thứ ở trong ván thi đấu này. Và tiếp tục khoét sâu vào hai đường đơn đối phương là Zeka và Kingen. Hai đường đơn của Hangulai Sport đang bị bẻ gãy trong ván thi đấu này. Thì cũng không chế là quá nhiều. Giày đến từ Kingen là một cái giày thép gai chứ không phải là cái giày thủy ngân để có thể giảm phần nào đó cái hùng khống chế đến từ con bài Lissandra. Mặc dù anh ta có thể có một vài những cái điểm ngọc nhưng như đó là không đủ. Ui, vừa rồi là một đòn chí mạng cũng khá chất lượng tới từ Viper ở hai món trang bị rưỡi của Lucian. Ván thi đấu này thì Pay cũng lên đồ khá thông minh. Thường thì Saya bây giờ sẽ phải hướng tới một cái huyết trượng, ít nhất là như vậy để đó, để hút máu lại trước những vị tướng cấu rỉa như Varus hay là Lucian Nami. Nhưng vừa rồi là một đòn chí mạng mà Viper kích được khá nhiều sát thương vào người của Pay, cho thấy rằng lúc này sát thương đến từ Lucian hoàn toàn có thể giúp cho bên phía Hangulai Sport làm một điều gì đó quanh khu vực đường giữa. Và nếu như thành công trong việc giúp cho Viper bước lên với 1-2 mà gục trong một vài tình huống cụ thể thì Hangulai Sport vẫn sẽ còn cơ hội để lật lại lượng chênh lệch này.
Nhưng ta cần phải cẩn trọng nha, bởi vì chúng ta không thể nào biết được cái nhịp đánh đến từ bên phía của Genji, họ có thể chuyển dịch. Thay vì đánh hai bên cánh, họ hoàn toàn có thể có được một cái nhịp di chuyển ra khu vực giữa. Hiện tại thì bên phía của Hangwalai mới cắm mắt một bên, tức nghĩa vẫn còn cái vùng tối ở phía bên phải. Và nếu như không cẩn trọng thì cái khả năng tiếp cận đến từ Jovi, đến từ Phoenix hoàn toàn có thể được thực hiện với những mẫu chất tướng mà họ đang sở hữu. Rồi, lần về nhà tiếp theo sẽ là như thế nào đây? Hoàn toàn đồng ý với anh Tùng là cái điểm sáng đến từ bên phía của Hàng Qua Lai thuộc về công bài Lucian của Viper. Với cái đòn phủ đầu thì cái lượng trang bị cũng đang có tín hiệu nhỉnh hơn một chút dành cho Viper. Anh ta bắt buộc sẽ phải là người tạo nên sự khác biệt tại thời điểm này, vì hai đường đơn của Hàng Qua Lai Sport đang bị bóp nghẹt hoàn toàn với những pha di chuyển của Jovi. Một ván thi đấu mà người chơi đứng giữa bên phía của Genji đang có 100% KP với 3 mạng cho chính bản thân anh ta, và anh ta hoàn thành xong đồ Hokazonia món trang bị thứ hai từ rất sớm rồi. Đây là một Lissandra Makeplay không chỉ là nhiều hiệu khống chế với băng trực vĩnh cửu với bộ kỹ năng của Lissandra, mà lại còn có thể có lượng sát thương không hề nhỏ để phụ thêm dành cho Pay, một ván thi đấu mà Pay đang không được coi là xanh sao hơn so với Viper. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ có được nhiều sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Đang là một tiếng tạt ra khu đường giữa đến từ cả hai bên. Chovy. Với tình huống Jovi đẩy lẻ không đường trên, Phoenix la vào chỉ để cấu rỉa, và sau đó anh ta giật về rất nhanh, anh ta không có định ổn định chiến rồi. Cú dịch chuyển vòng ra phía sau, vị trí của King Ngân tới từ Jovi. King Ngân còn phép bổ trợ nhưng đó là tốc biến. Hầm mô hàn băng chỉ thẳng mặt băng trượng bồi vào vòng tròn lạnh giá giữ chân lại, và sát thương là quá nhiều tới từ Doran ở dạng chơi khô máu bên phía bên kia. Phoenix la vào giữa chân đối phương, sau đó anh ta tốc biến bỏ chạy. Doran tiếp tục lao lên để mở đường nhưng ta dính thủy ngục. Anh ta mất máu quá nhiều vì nằm xuống với sát thương đến từ vụ nổ vũ trụ của JK. Nhưng sau đó thì Pay cùng với Dry càn lên, họ bị làm choáng bởi bẻ cong không gian những cánh còn lại. Thì cặp đôi miết rừng của Genji tiếp tục tìm kiếm được đối phương, và người nằm xuống lần này là người chơi đi rừng của Hangwalai Sport. Clit nằm xuống trước thêm con rồng nguyên tố thứ tư của bản đấu. Vẫn rất lời dành cho bên phía của Genji khi mà chúng ta có thể thấy Jovi đẩy đợt lính tới tận trụ bậc thềm ở khu vực đường trên và vô vàng khoảng trống để cho ta có thể dịch chuyển. Ta dịch chuyển xuống khu vực đường dưới phối hợp cùng với lại Doran không cho King Gen chơi game. Cái phần còn lại thì Peanut cũng đã đóng vai trò rất là tốt ở trong cái việc mà câu chân bốn thành viên còn lại của phía Hangwalai. Mặc dù thì Doran không kịp tắt cái trạng thái khô máu của mình, anh ta trở nên rất là mỏng manh trước sức tấn công. Nhưng đây tình huống mà JK không có tốc biến, và JK lần thứ 3 đã phải lên bảng điểm số. Thực sự là một ván thi đấu bóp nghẹt đối phương tới từ Genji khi mà hai đường đơn của Hangwalai Sport liên tục không được chơi game. Họ nằm xuống lần thứ 3 trong ván thi đấu này và chẳng hỗ trợ được gì nhiều dành cho Viper cả. Xạ thủ của Hangwalai Sport đang ở ngưỡng sức mạnh rất tốt dành cho Lucian, nhưng hãy nhìn những người xung quanh của anh ta cứ nằm xuống như đổ dạ. Và đây là tình huống mà Jovi dùng cú chiêu cuối rất quyết đoán, và nếu như không phải là một Lissandra xanh, họ sẽ chẳng thể nào đủ sát thương để giết King Ngân cả. Nhưng đây là một Lissandra quá khỏe của Jovi, họ có mạng của King Ngân, và sau đó là một tình huống phản công với sự xuất hiện đến từ Saya Rakan của Pay của VDLive. Không có khoảng trống dành cho Viper để có thể gây cái lượng sát thương của mình. Rồi lại đi đâu đây rồi. Đi cắm mắt Varon và ngay lập tức bị khai thác một con cá lạc. Vâng, và anh ta đang lang thang ở sông trên để cắm mắt Baron thì bị bắt lại bởi các thành viên phía của Genji. Một nguồn tầm nhìn rất lớn của Hangwalai Sport vừa bị hạ gục. Lại là một tiếng bị bắt lẻ trước thêm một con Baron đến từ vị trí của Live. Ván thi đấu trước Rakan của anh ta cũng tương tự là như vậy. Và bây giờ thì tầm nhìn đâu ra để Hangwalai Sport tìm kiếm cơ hội cạnh tranh cho 50-50 cho Clit đây. Clit phải vào được vị trí 50-50 anh ta mới có thể trừng phạt được, bởi vì Genji đánh thế này thì chẳng có cách nào anh ta có thể tiếp cận Baron được cả. Không có cơ hội để cạnh tranh trừng phạt với Phoenix. Phoenix có được con Baron cho phía của Genji, và Jovi càn lên với tốc hành sách phép của mình. Anh ta sẽ cần một hiệu khống chế nhẹ từ Doran để có thể tiếp cận, nhưng không. Anh ta lao lên được băng giá giữ chân lại với hầm mô hàn băng. Rakan của Delay lao thẳng vào, và King Ngân còn một chấm máu cố gắng rút lui nhưng không được. Cung phong linh lên, mã gục dành cho Pay. Hãy nhìn về cú hất đến từ King Ngân, giơ hai tay lên giống như là dâng hiến cái điểm mạng hạ gục của anh ta vậy. Tiếp tục là lối chơi pressing đang được triển khai đến từ Jovi trong ván thi đấu này. Quá nhiều những cái tác động đến từ Jovi với con tướng Lissandra đang được sở hữu của anh ta. Không còn là hình ảnh của một anh vua pháp lý khu vực đường giữa nữa. Liên tục có những pha đảo ganh, liên tục đẩy đường và di chuyển. Không phải là ăn thua về chỉ số lính với đường giữa đối phương, mà là giúp cho đồng đội ở tại khu vực đường cánh, cũng như giúp cho chính bản thân anh ta xanh xao với những mà hàng gục đang có. Và bây giờ thì anh ta không còn ăn nhiều mạng nữa. Những tình huống gần đây anh ta đang nhường hoàn toàn cái lượng mà hạ gục lại dành cho những người chơi khác. Cụ thể thì Pay cũng bắt đầu vượt lên về chỉ số mà hạ gục, và anh ta đã có trang bị thứ 3 trước cả so với lại vị trí của Viper. Và bởi vì anh ta quá xanh ở trong những cái tình huống di chuyển, nó khiến cho cái tốc độ dọn lính phần nào đó nó cũng sẽ rất nhanh chóng dành cho Jovi mà thôi. Bản thân con Lissandra của ta cũng đang phàm bằng với thời gian. Click không về được. Hiệu không chế đến từ bộ đôi Phoenix và Jovi là cực kỳ khủng khiếp. Quá kinh khủng với màn kết hợp giữa Phoenix cùng với Jovi ở trong ván thi đấu thứ hai này, và Hangwalai Sport đang thực sự bất lực.
bất lực là từ có thể miêu tả rõ nhất về trạng thái của Hang Gliding Sport tại thời điểm này. Họ chẳng có cách nào để chống lại những pha càn lên đến từ Lissandra của Chovy cùng với những cú tạt xuống đột của Pinitka, đó đều là những cú chiêu cuối chỉ thẳng mặt và clip lên bảng điểm số khi đối phương đang cầm Baron đẩy thẳng vào. Lissandra của Chovy không quyết định kích hoạt con đường băng giá lần hai, họ vẫn đang muốn tận dụng Baron trong khoảng chừng một phút nữa để có thể tấn công vào, và đó là pha lao lên. Chovy giữ chân thành công hai thành viên đối phương lại, live tung chiêu cuối tung thình ngục, nhưng Chovy còn đồng hồ, mẻ cong không gian đặt ra đẹp và đó là một cú làm choáng giúp cho Zeka có mẻ shutdown. Đó là một nhịp shutdown giúp cho Zeka có được một lượng tiền lớn để có thể trở lại trong ván thi đấu này. Còn khu vực đứng dưới vừa rồi thì Doran đã tung ra cú chiêu cuối của mình nhưng không làm khó được Kingen. Một pha midplay ở trước trụ vật thềm của Chovy nó hơi mạo hiểm một xíu, và chưa kể đó là cái góc đặt bẻ cong không gian làm choáng ngay lập tức đến từ Zeka nữa, và cái khoảng trống được tạo ra dành cho anh ta là có điểm hạ gục sách đao chất lượng dành cho người chơi đường giữa bên phía Hang Gliding. Ở trong cái bối cảnh là họ đang thua rất nhiều tiền thì những cái điểm hạ gục sách đao đó nó sẽ gia tăng thêm cái lượng kinh tế, và đặc biệt hơn nữa là cảm giác như là cái nhịp hưng phấn đến từ bên phía của Genji phần nào đó cũng phải khựng lại một nhịp. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này, sự quyết đoán đến từ Phoenix. Khi anh ta biết rằng Clit đã không còn tốc biến thì anh ta quyết định dùng luôn cú chiêu cuối của mình, mặc cho đường rừng đối phương vẫn còn đó một cú lốc xoáy, anh ta vẫn quyết định băng vào. Còn đây là pha mà Chovy có định make play nhưng có vẻ như play ở một vị trí không đẹp để có thể vào sát thương. Đó là một góc mà chiêu cuối đến từ vị trí của Live cũng đã khép góc được tuyến sau bên phía của Genji rồi, và đó là một mạng hạ gục phần nào đó gỡ gạc lại một chút dành cho bên phía của Hang Gliding Sport trước một cách biệt về tiền vẫn đang thực sự là con số rất lớn. Anh ta đồng ý cách biệt về tiền nó chuyển hóa thành cái lượng trang bị rồi. Chúng ta đang có cái ngưỡng sức mạnh 3 món trang bị hơn dành cho rất nhiều vị trí đến từ bên phía của Genji, hoặc thậm chí là đã có luôn cả một cái giáp thiên thần dành cho Peanut. Nó khiến cho khả năng càng lướt của anh ta gia tăng thêm cái mức độ tự tin. Và lần này thì Chovy cũng đã chuyển cái sách phép của mình thành cái phép trợ thanh tẩy để giúp cho anh ta thoát khỏi những cái hụt không chế như là cái bẻ cong không gian đến từ Zeka, và nó sẽ tạo ra được thêm cái áp lực. Và dịch chuyển đến từ Chovy vẫn đang được giữ nha, tức nghĩa là những cái tình huống anh ta được quyền đi lẻ lẻ và sẽ tạo ra những cái góc dịch chuyển cực kỳ khó chịu đối với lại Lissandra. Ván đấu đang tạm thời bị dừng lại với chắc là một lỗi kỹ thuật nào đó của LCK, và hy vọng là nó sẽ sớm quay trở lại với chúng ta. Thời điểm đang pause game đang là một cách biệt lên tới con số 9.000 tiền dành cho bên phía của Genji ở tại ván thi đấu thứ hai này, và họ cũng đang có tiền đề tốt hơn trong việc tiến đến với linh hồn rồng. Quan trọng là với cái đội hình này mà họ vẫn có thể đánh ra cách biệt tới 9.000 tiền thực sự là đáng nể với khả năng di chuyển đến từ bộ ba cánh trên bên phía của Genji. Và mặc dù họ không có được một điều kiện thắng được đảm bảo khu đường dưới ở khâu đi đường, nhưng cánh trên họ tự biết cách để tạo nên sự khác biệt, và rõ ràng họ cho thấy được cái mức độ ăn ý cho những pha kết hợp của mình là tốt hơn rất nhiều so với Hang Gliding. Chúng ta có thể thấy một cái lối vận hành rất là khác biệt dành cho phía của Genji ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nếu ván thi đấu đầu tiên họ dồn tất cả cái nguồn tài nguyên của mình cho xạ thủ trẻ 2k5 pay ở khu vực dưới, thì ván thi đấu thứ hai bộ ba anh cả đến từ bên phía của Genji thì họ lại tạo ra một cái tam giác quỷ gần như là hủy diệt đến từ bên phía của Genji ở trong những cái bước kết hợp của họ, và phần nào đó thì cũng gián tiếp giải tỏa được những cái áp lực ở khu vực dưới dành cho Pay. Pay ván thi đấu này chỉ đơn thuần là anh ta không thua đường trong cái vai trò đối đầu cùng với lại Viper mà thôi. Vâng, và lúc này thì chúng ta đang gặp một cái lỗi nhỏ tới từ việc bị rớt cái FPS đến từ máy của Phoenix. Chắc là cũng không mất quá nhiều thời gian với cái lỗi này để có thể trở lại với những diễn biến đang khá là thuận lợi cho phía Genji ở ván thi đấu thứ hai. Ván đấu đầu tiên là một ván thắng. Thực ra ván đấu đầu tiên cũng là một ván đấu mà Phoenix cùng với người chơi đứng giữa là Chovy tác động cực kỳ mạnh tới ván đấu và giúp cho Pay xanh sao, nên là Pay cũng đã gánh team rất là tốt rồi. Còn ván thi đấu này thì cặp đôi mid rừng bên phía của Genji tự làm tự ăn, và họ đang có một ưu thế nhỉnh hơn hoàn toàn so với phía của Hang Gliding Sport. Những bất ngờ trong cấm và chọn không được đưa ra tới từ phía của Hang Gliding giống như những gì họ đã làm ở tại cặp trận gặp DK, và họ đang thực sự gặp khó khi đánh xoay quanh những con bài trong meta với Genji. Chỉ đơn thuần là chúng ta đang thấy một cái sự kết hợp chặt chẽ đến từ bên phía của Genji, và chưa kể đó là một cái vòng rừng gần như là di chuyển sớm hơn của Phoenix. Anh ta luôn xuất hiện ở những cái pha giao tranh trước so với người chơi đi rừng phía bên kia, đó chính là Clit, và chưa kể đó là một cái tình huống di chuyển tốt đến từ Lissandra của Chovy nữa. Khi mà những người đồng đội của mình cần thì Chovy luôn có mặt với những cái cách lên trang bị thường xuyên là mang cái tính chất đa dụng. Chúng ta có thể thấy đối với lại con Lissandra của Chovy thì anh ta hướng tới một cái dàn khai sáng là món trang bị đầu tiên, và thậm chí là anh ta đã di chuyển rất nhiệt tình ở trong trước thời điểm mà anh ta đạt được cấp độ 6 nữa cơ. Những pha di chuyển mang mức độ hiệu quả cực kỳ cao, không mất lính quá nhiều tại khu đường giữa vì anh ta liên tục là người đẩy trước. Có những pha di chuyển kết hợp cùng với Phoenix và Doran hạ gục liên tục anh chàng Kingen khu vực cánh trên bản đồ.
Ván thi đấu này thì Kingan cũng gặp khó khi mà anh ta đánh cùng với Cassante. Thì đồ hai con Na phải hướng tới là một cái dìu đen. Nhưng dìu đen là món trang bị thứ hai khiến cho Kingan quá mỏng với những pha tấn công đến từ bên phía của Genji. Và với một trâu vi xanh như vậy thì việc mà anh ta cùng với Phoenix kết hợp với nhau, kết hợp với lượng hiệu khống chế mà họ có chỉ thẳng mặt, thì một Na vừa giày thép gai vừa dìu đen món hai, sức chống chịu sẽ là không đủ. Quay ngược trở lại với mục tiêu tiếp theo, ván thi đấu chúng ta đang chuẩn bị hướng tới con rồng nguyên tố thứ 5. Đó là con rồng mà bên phía của Genji sẽ rất là dễ dàng để có thể kiểm soát. Chưa có trụ ở khu vực đường trên bởi vì tôi đang cảm giác như Châu Vi có đủ năng lực để có thể phòng ngự trước một con Na khổng lồ đang không có cái tỷ lệ kháng phép đến từ Kingan. Vậy chúng ta vẫn đang thấy một ván thi đấu cực kỳ chủ động dành cho phía của Genji mà thôi. Sức mạnh của họ được gia tăng thêm một cái mức mới khi mà sở hữu được cho mình đó linh hồn rồng hóa kỹ. Vâng, và khi mà cánh trên đánh hay như vậy thì đường dưới Pay cũng có một ván thi đấu mà anh ta giữ mạng rất tốt, không chịu áp lực đến từ cặp đường dưới đối phương, không chịu áp lực tới từ Clit, và anh ta bắt đầu bứt tốc lên về chỉ số pha. Vô cùng khủng khiếp, cả hai ván thi đấu anh ta đều farm vượt thời gian tới 50 chỉ số lính. 29 phút trôi qua, đẩy từ khu đường dưới ra khu đường giữa, anh ta bắt đầu farm tất cả những bãi cây rừng ở quanh khu vực đường này và có cho mình 346 chỉ số lính. Một chỉ số lính vượt trội hơn so với Viper kết hợp cùng với những mạ gục và đến từ cả tiền trụ mà Genji khai thác được thời điểm này là 6 trụ ngoài nữa. Thì lượng trang bị mà anh ta mang ra là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với Viper phía bên kia. Và chắc chắn khi mà Sayarakan đánh về đoạn nửa sau của ván thi đấu, mức độ kết hợp trong giao tranh sẽ cực kỳ khỏe. Thậm chí là anh ta tự tin tới cái mức mà ở trong cái tình huống về nhà tiếp theo thì anh ta lên cho mình đó một cái áo choàng tím chứ không phải là một cái đồng hồ nhỏ để có thể có thêm cho mình đó cái khả năng tự bảo vệ ở trong những cái pha giao tranh. Và với một cái lượng tiền vượt trội trong những cái bãi quái vật rừng farm được thì lần này song kiếm vàng kết hợp cùng với một cái đồng hồ gia tăng thêm cái khả năng tự bảo vệ của mình nữa để cho những người đồng đội tự do khuấy đảo ở khu vực cánh trên. Xét về cái mức khuấy đảo thì trong đội hình đến từ bên phía của Genji rất là thoải mái, họ đang có Pinot, họ đang có Chovy với vị tướng Lissandra, và chưa kể đó cái khả năng càng lướt đến từ Doran với trạng thái khô máu của mình. Đúng là như vậy, họ đã có đồng hồ trên người Châu Vi, họ có đồng hồ trên người Pay, họ có giáp thiên thần trên người Phoenix. Ván thi đấu Phoenix cũng đã nhường farm rất nhiều dành cho Pay, nhưng anh ta farm bù trong phần rừng của Clit và anh ta không hề thua farm so với người chơi rừng đối phương, và thậm chí hơn hẳn một món trang bị lớn với giáp thiên thần như vậy thì sự tự tin cho những pha lao vào mở đến từ Phoenix là có. Và bây giờ anh ta đang là người đi đầu, phía sau anh ta luôn có người hỗ trợ pha lao lên tới từ vị trí của Viper, sấy thành chừng lấy khoảng chừng nửa cây máu của Phoenix mà thôi. Không phải là một vị trí dễ để có thể bị tấn công. Phoenix có nhiều sát thương lắm nha. Anh ta không phải là một con vi lên theo dạng ngọn đốt thanh qua, nhưng sức chống chịu vẫn là tương đối tốt. Rồi, phần tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang Baron đã được chiếm hết đến từ bên phía Genji. Không có cơ hội dành cho bên phía của hang Wildlife để có thể di chuyển ra đây. Họ bắt buộc phải di chuyển ở trong cái màn đêm, và điều đó cực kỳ nguy hiểm trong cái đội hình có khả năng bắt lẻ tốt như là Vi hoặc Lissandra. Thậm chí là cho Vi đang chuyển cái sách phép của mình thành cái phép bột trừng phạt để khiến cho họ có hai trừng phạt và xóa bỏ luôn cả những cái tỷ lệ bị cướp đến từ Click nữa cơ. Đối phương không ra mà anh ta vẫn truyền thành trừng phạt cho nó chắc. Chanh trừng phạt với lại Venus luyện trừng phạt. Đây thực sự là một lối chơi vô cùng chắc chắn từ các viên phiếu của Genji ở trong ngày thi đấu hôm nay. Các bạn có thể thấy được sự chắc chắn đó trong những pha xử lý của họ, sự chắc chắn đó trong những tình huống macro, và sự chắc chắn trong từng những chi tiết nhỏ nhất của một ván thi đấu. Bây giờ thì với bộ đội Baron thứ hai, Genji có thể càn lên để tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Doran tự tin lao vào và anh ta còn thú tượng thạch giáp và anh ta cũng rất trâu. Lượng sát thương bắt đầu bồi vào nhiều. Doran dính thì ngục, kích thú tượng đấy không đấy, anh ta không kích thành công thú tượng thạch giáp và anh ta lên bảng sau một tình huống chu cuối tới từ JK. Và đó là một sai lầm cá nhân tới từ Doran. Châu Vi có dám mở không đây, anh ta không kích hoạt con đường băng giá lần hai vì Pay đang ở vị trí khá xa. Sẽ thành trừng đến từ Viper, một lượng máu lớn bị mất đi đến từ cho cả Delay cũng như là cho Vi. Và thi đấu vừa rồi tôi thấy cho Vi về nhà xài tiền cố gắng để có thể quay người trở lại. Tôi tưởng là anh ta sẽ dịch chuyển trước mặt Doran chứ. Quyết định đến từ cho Vi là anh ta dịch chuyển ra khu đường giữa. Như vậy là nhịp tấn công Baron đến từ phía của Genji đang bị gián đoạn sau một pha nằm xuống tới từ người chơi đường trên bên phía của Genji. Và họ đang bị có một con Baron âm tiền, âm hơn 400 tiền. Nhưng để xem là liệu rằng còn khoảng chừng 2 phút nữa. Còn 2 phút từ bộ đội Baron thì họ có thể dùng nó để có thể tiếp tục tận dụng sau tình huống sai lầm tới từ Doran. Phát thi đấu này thì chúng ta cũng có thể thấy được một cái ví dụ, nếu như trong đội hình đến từ bên phía của Genji mà họ có một tình huống giao tranh bị cô lập một mục tiêu thì đội hình của phía Hang Wildlife vẫn có đủ lượng sát thương để có thể gây sức ép dành cho cái mục tiêu đó, mặc dù đó có thể là mục tiêu chống chịu cứng như là con Cassante của Doran. Nên nhớ là JK có một mạng shutdown của Chovy nên là anh ta cũng có một lượng tiền không hề nhỏ và anh ta có một cái trượng hư vô để xuyên qua cái lượng kháng phép đó. Bây giờ thì anh ta đang có hai mảnh của mũ phù thủy và đến thời điểm mà anh ta có được cái mũ phù thủy Rabadon, đó sẽ là thời điểm mà cái ngưỡng sức mạnh của Vega sẽ được tăng tiến một cách vượt trội và
để xem Genji có kết thúc được ván đấu này trước khi anh ta có được trang bị này hay không. Pha lao lên đến từ bên phía của Hangulai Sport và một lượng sát thương lớn đẩy thẳng vào người của D-Line khiến anh ta không còn đủ máu để đứng lại giao tranh nữa rồi. Map này sẽ là một map hóa kỹ, tức nghĩa chúng ta sẽ có rất nhiều những cái hạt hồi phục ở trong khu vực rừng. Liệu rằng D-Line có tìm kiếm cho mình đó cái khả năng hồi phục được không đây? Vừa rồi thì tôi có đá nhanh qua cái điểm nội tại cũng như là AP đến từ JK, thì hiện tại thì anh ta đang sở hữu một con Vega 750 sức mạnh phép thuật. Đó là con số rất là lớn, và khi mà anh ta hoàn thành được mũ nữa thì cái con số này nó có thể lên tới hàng ngàn. Ngàn đó, tôi nghĩ sẽ là 1000 lập tức đó, bởi vì cái lượng nội tại lớn như vậy mà cộng thêm với cái nội tại của mũ phù thủy thì chắc chắn đó sẽ là một ngưỡng trang bị giúp cho Vega của JK có một ngưỡng sát thương đột biến. Nhìn vào bên phía của Genji thực ra là chưa có nhiều kháng phép, Pinus vừa rồi thậm chí anh ta bắt buộc phải lấy cái kiếm răng cưa ở món trang bị tiếp theo. Và JK vẫn đang trên quá trình tiến tới với nhìn cái mũ phù thủy của mình. Xin farm. Còn lane nào nữa không? Đường giữa thì nó hơi cao chút xíu. Đây, cố gắng để có thể nhường tất cả cái nguồn tài nguyên ở thời điểm hiện tại dành cho JK để có thể farm. Hiện tại đang 840 đồng rồi. Chưa đủ. Chưa đủ, con xe này kể cả các lát hit tốt cũng là chưa đủ tới từ JK. Trong lúc đó thì đang có người bắt lại, đó là hai cú chiêu cuối chỉ thẳng mặt đến từ Phoenix cùng với Chovy. Mất và Clit không kiên nhẫn cho tới khi cái mũ phù thủy có trên người của JK được hay sao. Đây, loạt thanh trừng này hơi với tầm. Viper lái thanh trừng nhưng không quyết định đầu tư cung phong linh và anh ta không gây được quá nhiều sát thương. Lại là một sai lầm đến từ vị trí của Clit trước thêm con rồng. Và pha lao lên tới từ Doran, anh ta bị bắn. Nhưng Viper chưa thể nào bắn qua được lớp chống chịu này. Doran tốc biến Q3 thành công, tung chiêu cuối cô lập thành công một người, đó chính là Life. Life còn tốc biến nhưng dùng kiểu gì bây giờ? Bây giờ JK mới có mũ phù thủy thì đồng đội của anh ta nằm xuống tới hai người rồi. Rồng ngàn tuổi thì sao đây, khi mà mất đi rừng, mất luôn cả người chạy hỗ trợ, tức nghĩa là họ mất cái công cụ tranh chấp trừng phạt và mất đi cái lượng tầm nhìn. Rồng ngàn tuổi chắc chắn sẽ thuộc về cho bên phía của Genji. JK kêu chờ một chút để farm nốt cái mũ phù thủy đó. Một chút xíu nữa thôi. Ai da. Nhưng sai lầm đã khiến cho Clit nằm xuống mà anh ta không kịp làm gì cả với lượng hiệu khống chế và sát thương tới từ cặp đôi Phoenix và Chovy. Genji vẫn biết cách để có thể trừng phạt sai lầm của đối phương, và khi đã có rồng ngàn tuổi thì tôi không biết bao nhiêu cái mũ phù thủy trên người JK mới có thể lật lại được lượng sát thương chênh lệch như vậy. Khó thực sự, hoàn toàn đồng ý. Một phần nào đó thì chúng ta có thể thấy Clit khá là vội để có thể di chuyển vào khu vực rừng của chính bản thân của anh ta, nơi đã bị chiếm từ trước rồi. Pha thi đấu này là pha thi đấu mà chờ ăn con rồng ngàn tuổi càng trễ càng tốt để cho cái đợt lính được đẩy nó sương sương trước cái đó. Kỹ thật sự, đánh rất kỹ lên từ bên phía của Genji. Phoenix tung nội tại của mình ra để tránh việc đỡ bị mất máu. Và họ đang chờ, chắc là chờ con Baron. Chờ Baron luôn. Họ chờ Baron. Đây, tình huống soi thấu kính và phát hiện ra đối phương chưa ăn con rồng. Và bây giờ thì Phoenix cũng thấy đối phương chuẩn bị đi ra. Anh ta quyết định dứt điểm con rồng này càng trễ càng tốt, giữ bộ lợi càng lâu càng hiệu quả. Và họ sẽ hướng tới tình huống đẩy để chuẩn bị cho con Baron tiếp theo, nếu như rồng ngàn tuổi chưa đủ sức để có thể kết thúc ván đấu này. Ác đạt. Ác thật sự với những cái đúng thi đấu đến từ bên phía của Genji. Nhưng mà dù sao thì chúng ta có thể thấy cái sự kỹ càng đến từ bên phía của Genji cũng là cái điều tương đối dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã nói đến cái độ sức mạnh của phía Hangulai thời điểm hiện tại. Đội hình của họ có sát thương và có thể đương cự ở trong những cái tình huống giao tranh. Quan trọng là cái lượng rằng cái khoảng trống được tạo ra trong những cái pha giao tranh có đủ lớn để cho Viper gây sát thương, có đủ lớn để cho JK cố gắng để có thể sắp chết một mục tiêu quan trọng hay không mà thôi. Điều đó sẽ tương đối khó dành cho JK trong ván thi đấu này khi anh ta đang phải đối mặt cùng với hai cái giáp tinh thần, một cái thú tượng thạch giáp, một cái đồng hồ Casonia. Việc dồn sát thương vào ai đó cũng có lẽ sẽ cần phải suy nghĩ khá nhiều đến từ JK ở trong tình huống sắp tới. Và tuyến đầu đối phương luôn luôn là Doran, loạt thanh trừng đưa ra, mang tiếng cấu rỉa và lấy tiền đòn phủ đầu dành cho Viper. Nó có lẽ cũng lấy được một lượng tiền kha khá với lượng sát thương anh ta vừa gây ra. Đây, như vậy quyết định đến từ bên phía của Genji là đang muốn cộng hưởng thêm cả con Baron nữa. 10 giây nữa nó xuất hiện rồi. Nó như là một cái vật nằm ở trong túi dành cho phía của Genji mà thôi. Tốc độ ăn Baron ở thời điểm hiện tại của họ đang tương đối là nhanh. Vâng, và đây là tình huống khởi động Baron một cách tương đối nhanh chóng tới từ bên phía của Genji, hoàn toàn không có động thái can thiệp của Hangulai Sport. Họ không nhìn thấy mặt con Baron đâu cả. Tầm nhìn là con số 0. Không có kỹ năng trên toàn bản đồ để có thể dứt điểm Baron từ xa. 50 giây rồng. Và bây giờ thì còn lại khoảng chừng 50 giây đến từ linh hồn rồng ngàn tuổi dành cho bên phía của Genji. Họ đang có tất cả những bùa lợi mạnh nhất trên bản đồ tại thời điểm này. Liệu rằng trong khoảng thời gian là 50 giây còn lại thì bên phía của Genji có lấy được nhiều cửa mega nhất hoặc thậm chí tạo ra được tình huống quét sạch hay không? Chỉ còn lại 40 giây của linh hồn rồng ngàn tuổi mà thôi. Cũ dịch chuyển vào cái bẻ cong không gian, nhưng mà khi dịch chuyển xuống thì đó lại là Doran. Anh ta chỉ ăn một tình huống W tới từ JK mà thôi. Và họ đang có định chọn khu vực đường dưới với đợt lính đẩy vào để có thể tấn công. Con đường băng giá không được kích hoạt lần hai.
Pha kích tốc tới từ các thành viên phía của Gen Z đẩy lui đối phương ra và ZK là người được chọn, anh ta bị tấn công, bắt đầu bị làm chậm rồi. ZK cần phải tốc biến. Đào Đan tiếp cận, Q3 thành công tung chiêu cuối, cô lập ZK về và 10 cái mũ phù thủy không cứu nổi ZK cho pha này. Pay là người có mạng, pha lao vào mở cực kỳ nhanh. Na khổng lồ có kịp hay không đây? Na khổng lồ không kịp tới từ vị trí kinh ngân và Viper đi trùng. Bốn mà gục và đó sẽ có thể là quét sạch dành cho Gen Z trước khi kết thúc ván thi đấu thứ hai này. Hãy nhìn vào rồng ngàn tuổi còn sót lại 1-2 giây cuối cùng thì bên phía của Gen Z họ đã tận dụng những thời gian cuối đó để có thể dứt điểm được 4 thành viên của phía Hàng Hoa Lai. Một lối vận hành quá chặt chẽ đến từ bên phía của Gen Z và gần như họ không vội vàng trong bất kỳ một cái nhịp triển khai nào của mình. Mặc dù lợi thế của họ giai đoạn về sau là cực kỳ nhiều rồi, nhưng chúng ta có thể thấy một cái tính cẩn trọng nó vẫn luôn được thực hiện đến từ bên phía của Gen Z Sport. Ngộp thực sự một lối chơi, mặc dù vẫn có những sai lầm, nhưng những sai lầm đó là những sai lầm nhỏ đến từ phía Gen Z trước những cái lợi thế quá to mà họ gây dựng được. Và từng những tiểu tiết trong những tình huống xử lý của Gen Z đều cho thấy được sự kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị của họ ở trong ván thi đấu này. Và họ từ từ gây dựng những lợi thế xoay quanh bộ ba cánh trên và sau đó ăn cầu tiết ván thi đấu mà Hàng Hoa Lai Sport không đủ khả năng để có thể lật lại. 2-0 cho Gen Z cho cặp trận BO5 này, chỉ còn một ván thắng nữa thôi sẽ đưa họ vào trận chung kết chiến thắng gặp T1. Và để xem Gen Z có làm được điều đó hay không, hay Hàng Hoa Lai Sport sẽ cần phải đưa ra câu trả lời như thế nào tại ván thi đấu thứ 3. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong ít phút nữa khi ván đấu thứ 3 sẵn sàng bắt đầu.